Thưa quý vị, trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, 4 địa phương của thành phố Vũng Tàu bao gồm phường Thắng Nhất, phường 11, 12 và xã Long Sơn thuộc đơn vị bầu cử số 3. Đây đều là những địa phương có nhiều biến động về cử tri nên được xác định sẽ gặp khó khăn hơn trong công tác tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử vẫn được triển khai đúng quy trình tiến độ đề ra. Là địa bàn gần khu công nghiệp, cảng cá thu hút nhiều lao động đến sinh sống và làm việc, nên công tác thống kê, lập danh sách cử tri phường 11 thành phố Vũng Tàu gặp khá nhiều khó khăn. Đến thời điểm này, qua rà soát, tổng số cử tri của phường là hơn 21.220 cử tri khu dân cư và hơn 1.000 cử tri là cán bộ chiến sĩ quân đội. Để có số liệu này, những ngày qua, đội ngũ cán bộ công chức phường cùng cán bộ khu phố, mặt trận, các đoàn thể đều được huy động để tham gia thống kê, lập danh sách. Chúng tôi rất là nỗ lực trong công việc này và chúng tôi phải đi cái giờ giấc cũng như là đi thường xuyên, không phải là đi sáng hay trưa hay chiều mà chúng tôi phải đi canh giờ để tất cả bà con có ở nhà, giờ nghỉ ngơi của bà con có ở nhà để chúng tôi lập danh sách cử tri theo đúng tiến độ, theo đúng trên đưa về. Thì địa phương cũng rà soát trước một bước, rồi sau đó là cập nhật cái danh sách đó gửi về các khu phố để các khu phố là phúc tra thực tế là những cái hộ đó đang còn sinh sống ở đây không. Đó, thì như vậy thì nó cũng góp phần là hỗ trợ cho khu phố và hoàn thành cái nhiệm vụ chung. Là địa bàn đang tập trung nhiều công trình trọng điểm cấp tỉnh và quốc gia, nên việc thống kê, rà soát lên danh sách cử tri của Ủy ban bầu cử xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu cũng gặp không ít khó khăn. Cái khó khăn nhất là mấy cái phòng trọ thôi. Coi như là người mình đi làm thì mình đi 7-8 giờ sáng, mình đi trong vòng một ngày đó, chiều 5 giờ, 6 giờ chiều mình về, mà 5-6 giờ chiều có khi cái hộ người ta chưa có về nhà, nó buộc lòng tối người ta phải đến, mình phải đến. Mà có người đến hợp tác với mình thì mình dễ dàng lắm, người ta cứ kê khai ra mình ghi hết. Còn nhiều người ta không hợp tác. Để đảm bảo danh sách lập đúng, ngoài việc rà soát cử tri nơi cư trú, Ủy ban bầu cử xã Long Sơn còn gửi danh sách về cơ quan công an để xác minh. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành lập danh sách gần 13.300 cử tri. Do cái lượng công nhân quá nhiều, do đó thì tới thời điểm khi mà chúng ta rà soát xong rồi, chúng ta phải gửi về để rà soát một lần nữa. Thì do đó cái lượng công nhân nhiều, chúng ta cũng chưa có chốt được là người ta có đăng ký tạm trú không, phải lệ thuộc vô chỗ cái đăng ký tạm trú của người ta nữa. Tạm trú. Khi mình nhập xong mình mới gửi với công an rà soát bước nữa rồi chúng ta mới chốt danh sách. Song song đó, Ủy ban bầu cử xã Long Sơn cũng thành lập, củng cố các tiểu ban giúp việc cho công tác bầu cử, chuẩn bị các địa điểm bỏ phiếu, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đang được địa phương triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trước 7 ngày so với quy định. Đơn vị bầu cử số 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm phường Thắng Nhất, phường 11, 12 và xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu có 47 tổ bầu cử, hơn 76.560 cử tri. Trong đó có 3 tổ bầu cử sớm là Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, Lữ đoàn 171 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với hơn 1.000 cử tri. Hiện tại, Ủy ban bầu cử các địa phương đang hoàn chỉnh lập danh sách cử tri để niêm yết và tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử. Ủy ban bầu cử các địa phương cũng thành lập các tiểu ban giúp việc phục vụ cho công tác bầu cử, lên phương án dự phòng đối với các địa điểm bỏ phiếu khi có tình huống phát sinh. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cũng được đơn vị triển khai qua hệ thống loa truyền thanh, xe lưu động, treo băng rôn, pano và tờ rơi, giúp cử tri hiểu về ý nghĩa cuộc bầu cử. Từ đó tích cực tham gia bầu cử đầy đủ, góp phần thành công chung cho cuộc bầu cử.